Như Bác Hồ kính yêu đã nói, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Lời dạy của Bác thôi thúc công đoàn viên trường tiểu học Dì Nậu thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Trường tiểu học Dì Nậu trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục toàn diện, xứng tầm trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, 34 công đoàn viên nhà trường luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng nhà trường tích cực, thân thiện, để một ngày đến trường là một ngày vui, mỗi giờ làm việc đều hiệu quả. Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công đoàn viên chức toàn quốc của Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất, công đoàn trường tiểu học Dì Nậu đã lưu lại những giờ tập thể dục bổ ích của công đoàn viên trường tôi. Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi nhé. Khúc hát công đoàn Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp, cùng nhau đi tới bước dưới cờ đang quang vinh. Vì cuộc sống của người lao động, vì quyền lợi giai cấp công nhân, vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Nào bạn ơi, hát vang bài ca công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta. Đội ngũ công đoàn lớn mạnh, cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vì ngày mai tiến lên bạn ơi, công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca. Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền, vì tổ quốc chúng ta tiến lên, cùng nhau xây đắp thắm tổ nước non này. Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp, cùng nhau đi tới bước dưới cờ đang quang vinh. Vì cuộc sống của người lao động, vì quyền lợi giai cấp công nhân, vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới. Nào bạn ơi, hát vang bài ca công đoàn Việt Nam, cuộc sống của ta. Cùng đoàn kết dưới cờ mỗi liêm, kìa đội ngũ công đoàn lớn mạnh, cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu. Vì ngày mai tiến lên bạn ơi, công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca. Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền, vì tổ quốc chúng ta tiến lên, cùng nhau xây đắp thắm tổ nước non này. Công nhân vì chủ nghĩa xã hội ta đi tới.